Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình nghe báo cáo kết quả thực hiện cải cách tư pháp của Tòa án nhân dân hai cấp. Ngành giáo dục đào tạo các huyện thành phố tổ chức hội nghị phong trào thi đua hai tốt và kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trồng rau vỉa hè với nỗi lo nhiễm chì. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, hôm nay các đại biểu tiếp tục tiến hành phiên chất vấn tại hội trường. Trọng tâm nhất là phần trả lời chất vấn giải trình của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các vấn đề đồng bào và cử tri cả nước quan tâm như nợ công, tái cơ cấu ngân hàng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, kiên quyết xử lý nghiêm công chức sai phạm. Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau 2 ngày rưỡi làm việc tích cực và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành các nội dung phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2. Các phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Tổng cộng có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, trong đó có hơn 20 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, có hơn 35 lượt đại biểu đặt câu hỏi tranh luận. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14 tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước, nhưng các đại biểu đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Sáng nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Thái Bình, làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh, nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp của Tòa án Nhân dân hai cấp. Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ tháng 10 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình đã giải quyết xét xử 4.013 trên tổng số 4.149 vụ việc các loại. Tòa án Nhân dân tỉnh đã giải quyết xét xử 367 trên 388 vụ việc, đạt tỷ lệ 95%. Tỷ lệ giải quyết các loại án hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, không có án oan, không bỏ lọt tội phạm. Chất lượng giải quyết án được nâng lên, khắc phục được tình trạng bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn trong công tác thi hành án. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện thường xuyên hiệu quả. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến trong việc đẩy mạnh cải cách tư pháp, đổi mới tổ chức phiên tòa. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương kết quả ngành tòa án đạt được, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như đội ngũ thẩm phán còn thiếu, trình độ một số cán bộ tòa án còn hạn chế, lỗi chủ quan trong xử án còn nhiều. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành tòa án phải tập trung đổi mới chỉ đạo công tác điều hành, xét xử khách quan đúng người đúng tội, tăng cường xét xử lưu động, tập trung nâng cao chất lượng xét xử một cách nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, làm tốt công tác hòa giải đối thoại trong xét xử hành chính, tăng cường công tác kiểm tra giám sát giữa tòa án cấp trên với cấp dưới, khắc phục sai sót trong nghiệp vụ, sớm nghiên cứu hoàn thiện đề án biên chế việc làm, sắp xếp bố trí cán bộ của tòa án hai cấp trong tỉnh phù hợp hiệu quả, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tòa án với các cơ quan đơn vị, tiến hành sơ kết đánh giá riêng về quy chế phối hợp trong xét xử các vụ án, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cao, tạo dựng người thẩm phán tòa án cao đẹp trong đời sống, đẩy mạnh cải cách tư pháp và có biện pháp để giải quyết các vụ án hiệu quả thuận lợi hơn, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý tại tòa, làm tốt công tác hòa giải, xây dựng quy tắc hành vi ứng xử của thẩm phán, giao cho Sở Tài chính nghiên cứu bố trí kinh phí trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp tới để xem xét đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ công tác xét xử tại tòa. Giao cho Sở Tư pháp củng cố nâng cao chất lượng các luật sư trong xét xử các vụ án. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế, thống nhất về phương án cải tạo đường dây 110 kV Long Bối Tiền Hải. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra thực tế đường dây 110 kV Long Bối đi Tiền Hải, đoạn tuyến từ vị trí cột 22 đến trạm biến áp 110 kV Tiền Hải. Trên cơ sở 3 phương án cải tạo tuyến do đơn vị tư vấn và công ty lưới điện Cao Thế Miền Bắc báo cáo,
đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất lựa chọn phương án 1, cải tạo đường dây 110 kV từ Long Bối đi Tiền Hải, đoạn từ vị trí cột số 22 đến trạm biến áp 110 kV Tiền Hải. Theo hướng tuyến đường dây hiện trạng có tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng trên 2.500 m. Tuy nhiên, đoạn cuối tuyến điều chỉnh hướng bám theo trục giao thông. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng tuyến đường dây này nhiều đoạn đường dây quá tải, hệ thống cột xà xứ bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn cũng như cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Việc cải tạo đoạn tuyến này là rất cấp bách. Đồng chí yêu cầu công ty lưới điện Cao thế miền Bắc phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan và huyện Tiền Hải tiếp tục nghiên cứu lựa chọn hướng tuyến cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm chi phí, phát huy hiệu quả nhất. Đồng thời chủ động tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, hạn chế tối đa thời gian cắt điện trên tuyến. Trong quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông. Tuyến đường dây sau khi được cải tạo sẽ đảm bảo đúng kết cấu đường dây 110 kV, một mạch sử dụng dây dẫn AC, hai dây chống sét. Toàn bộ cột trên tuyến là cột thép hình, mạ kẽm và cột đơn thân, đoạn đi qua khu dân cư và khu công nghiệp Tiền Hải phải thiết kế đảm bảo khoảng cách an toàn theo nghị định của Chính phủ. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo kết quả hoạt động và xử lý các vi phạm bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại bãi sông trên địa bàn tỉnh và đề án rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 314 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu ở các bãi sông thuộc các tuyến đê trung ương. Đa số các bến bãi vi phạm luật đê điều, hoạt động không phép hoặc có phép từ trước khi luật đê điều được ban hành hiện không còn hiệu lực. Số ít hoạt động có giấy phép của cấp có thẩm quyền theo quy định. Sau khi nghe các sở ngành liên quan phản ánh thực tế về những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng cần phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không đủ điều kiện phải dừng hoạt động ngay, không để ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều và hành lang thoát lũ, môi trường cũng như an toàn lao động. Sau cuộc họp này, ngành nông nghiệp chủ trì tham mưu cùng các ngành ở huyện vào cuộc thực hiện đúng nội dung quyết định 1983 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. Ngành xây dựng, tài nguyên môi trường cùng phối hợp chặt chẽ thực hiện. Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền công khai công bố quy hoạch của tỉnh, đồng thời tiếp tục tuyên truyền thông báo tới các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng từ quy hoạch tới chưa có quy hoạch để triển khai thực hiện, tập trung kiểm tra việc thực hiện và báo cáo kết quả về tỉnh ngay cuối tháng 12 năm 2016. Cũng tại hội nghị, ngành nông nghiệp đã báo cáo dự thảo đề án rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Với quyết tâm đưa dự án nhà ở xã hội Thành Đạt Home tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình vào sử dụng trong quý 1 năm 2017, đến nay đơn vị đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình cho kịp tiến độ. Đây là dự án gồm khu nhà ở xã hội 9 tầng với 81 căn hộ có diện tích từ 50 đến 66 m2, được xây dựng với mục đích hỗ trợ những người có thu nhập thấp có chỗ ở ổn định. Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt sẽ hỗ trợ vốn chậm trả cho người có nhu cầu với lãi suất ưu đãi trong vòng 5 năm. Ngoài khu nhà ở xã hội có công trình có nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng thuận tiện, tổng giá trị đầu tư đến nay đạt trên 48 tỷ đồng. Các tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Ngành giáo dục đào tạo các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phong trào thi đua hai tốt và kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trồng rau vỉa hè với nỗi lo nhiễm trì. Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, hôm nay, ngành giáo dục các huyện, thành phố tổ chức hội nghị thi đua hai tốt, khen thưởng cho các tập thể cá nhân nhà giáo có thành tích cao trong công tác dạy và học. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chúc mừng ngành giáo dục Đông Hưng tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua hai tốt của huyện sáng nay. Năm học 2015-2016, phong trào giáo dục của huyện Đông Hưng tiếp tục chuyển biến mạnh, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, các mặt hoạt động, là năm học thứ 11 liên tục dẫn đầu khối huyện, thành phố trong tỉnh với 9 trên 11 tiêu chí đều xếp thứ nhất tỉnh. Năm học 2016-2017, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt với 9 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu giữ vững phong trào giáo dục của huyện là đơn vị mạnh trong tỉnh.
Nhân dịp này, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng đã trao cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen và giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị thi đua hai tốt ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình. Hiện nay thành phố có 57 trên 57 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó 85,7% giáo viên có trình độ trên chuẩn, đạt tỷ lệ cao nhất tỉnh. Năm học 2015-2016, ngành giáo dục và đào tạo thành phố có 1.090 tập thể và nhà giáo được khen thưởng, 269 học sinh đạt huy chương cấp quốc gia và cấp tỉnh, trong đó có một học sinh đạt giải trạng nguyên. Tại hội nghị, lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tặng hoa chúc mừng cho cán bộ và giáo viên toàn ngành nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Qua một năm thi đua, cả ba cấp học của huyện Kiến Sương đã duy trì tốt quy mô các ngành học, giữ vững số lượng học sinh, nhiều phương pháp đổi mới trong giảng dạy, các mô hình dạy tiếng Anh thí điểm, triển khai dạy học theo mô hình trường học mới đã được áp dụng và bước đầu đã có hiệu quả. Qua các cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp quốc gia và thi giải toán qua mạng cấp tiểu học, có hai học sinh trường tiểu học Vũ Quý và Thanh Nê đạt huy chương bạc và nhiều giải cao khác. Năm học 2016-2017, ngành giáo dục huyện Kiến Sương phát động thi đua với trọng tâm, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện nền nếp việc đăng ký thi đua và ký cam kết giao ước thi đua ở các đơn vị, các cấp học, ngành học ngay từ đầu năm học. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử là môn học được coi là khô khan khó nhớ và môn học này đang dần bị xem nhẹ. Bởi thực tế qua nhiều kỳ thi, tỷ lệ học sinh điểm không môn sử là rất nhiều. Để lịch sử đến được và thẩm thấu tới từng học sinh, hai cô giáo trẻ của trường Trung học cơ sở Kỳ Đồng và thị trấn của huyện Hưng Hà đã có những cách làm đổi mới và sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Đây không phải buổi học dã ngoại thông thường, mà là một buổi học thực địa thông qua di sản của học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà. Những tiết học lịch sử giờ đã không còn khô cứng, bó hẹp trong giới hạn của sách giáo khoa, mà trở nên sống động bằng những hình ảnh và hiện vật thực tế. Qua tiết học hôm nay, em biết được nhiều về danh năm thắng cảnh của huyện Hưng Hà. Những vị vua nhà Trần đã khởi nghĩa tại đây, giúp cho đất nước ta trở lại hòa bình. Thực địa thông qua di sản, một dự án đã được hai cô giáo trẻ Lê Thị Thúy Hường, trường Trung học cơ sở thị trấn Hưng Hà và Phạm Hồng Lê, trường Trung học cơ sở Kỳ Đồng, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà thực hiện chung. Thông qua di sản, học sinh quan sát, trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó hình thành năng lực phẩm chất con người mới xã hội chủ nghĩa, biết giữ gìn di sản văn hóa, biết bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường nhân văn. Những cái di sản văn hóa của địa phương thì đang dần bị lãng quên, và đặc biệt là trong giới trẻ hiện nay thì có cái xu hướng là quay lưng với lịch sử. Cho nên là bản thân tôi thấy được cái trách nhiệm của một giáo viên lịch sử là phải khơi dậy cho các em cái lòng tự hào dân tộc. Qua tiết học thực địa thông qua di sản thì học sinh sẽ từ những kiến thức từ trong sách vở sẽ được đến gần hơn với cuộc sống, và các em sẽ thấy rằng là cái môn học nó sẽ rất là hữu ích cho các em, để từ đó bồi đắp thêm cho các em các cái tình cảm, các cái kỹ năng và các cái thái độ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Lịch sử không thể lãng quên, và nhất là lịch sử của dân tộc, của địa phương. Những tiết học thực địa sẽ góp phần giáo dục cho học sinh niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn những anh hùng có công với đất nước, yêu quý, trân trọng và tự hào về di tích lịch sử trên quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Theo đó, người lao động được nghỉ 7 ngày. Theo phương án này, công chức sẽ nghỉ từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2017, tức 29 tháng Chạp năm Bình Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Do mùng 1, mùng 2 Tết âm lịch rơi vào 2 ngày cuối tuần, công chức được nghỉ bù vào ngày mùng 4, mùng 5 Tết. Tổng cộng có 7 ngày nghỉ và không hoán đổi. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên và lưu ý thực hiện bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Thưa quý vị và các bạn,
Trước nỗi lo về các loại rau xanh bị phun hóa chất và thuốc kích thích, nhiều người dân đã tận dụng đất trống xung quanh nhà, ban công, vỉa hè để trồng rau nhằm phục vụ nhu cầu trong các bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, người trồng rau vẫn canh cánh nỗi lo về rau bị nhiễm các loại kim loại nặng khi được trồng tại các hành lang giao thông. Nhà chỉ có 3 người nên bà Tô Thị Tâm ở tổ 17 phường Lê Hồng Phong chọn phương án tự trồng rau như thế này để lo cho bữa ăn hàng ngày. Bà chọn các loại rau có giá trị dinh dưỡng cao như rau ngót Nhật, cải song cạn, rau bầu đất rồi trồng trong những sọt nhựa để ven đường. Áp dụng phương pháp trồng rau thủ công và nói không với hóa chất, bà Vân tin tưởng sử dụng rau tự trồng trong bữa ăn gia đình. Giống rau này nó sạch, ăn an toàn hơn. Vì nhiều lúc là mua cái kia là mình ăn không may nó phải cái chất độc, nó đau bụng thì cũng rất là gay. Chăm bón thì nó đơn giản thôi. Bón phân vi sinh là 1, với tưới nước gạo chua là 2 và nước lã là 3. Cùng chung cách làm như bà Tâm, bà Nguyễn Thị Thắm tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình cũng tự đổ đất làm rào ở ven đường quốc lộ để trồng các loại rau như cải canh, xà lách, diếp ngô và một số loại rau ăn sống. Không cho phân kích thích, không có những thứ vào thì là mình ăn an toàn hơn. Chứ còn đi mua nó sợ lắm, bà bị ngộ độc mấy lần đấy. Tin tưởng những luống rau tự tay mình gieo trồng chăm bón để phục vụ cho mỗi bữa cơm gia đình. Thế nhưng bà Tâm cũng như bà Thắm đều canh cánh một nỗi lo rau bị nhiễm kim loại nặng khi mà địa điểm trồng rau là nơi có hàng nghìn phương tiện giao thông qua lại mỗi ngày. Không có bí thì phải rồng thôi. Xe máy, xe ô tô nó đi nhiều cho nên là cũng hơi băn khoăn. Nhưng mà thôi thì bà thì ông bà cũng già. Còn nếu như con trẻ mà chúng mình rồng ở vào sông này mà cho ăn thì cũng không nên cho ăn. Tất nhiên là nó mặt đường thì bà thì cũng không biết gì về khoa học lắm, nhưng mà được cứ con cháu nó ở bên khoa học nó bảo vậy là cũng nhiễm trì. Nhưng bà nghĩ là mình rồng mà con sợ nhiễm trì ở đường, vì nhà ngay mặt đường mà. Và sợ nhiễm trì nữa thì chẳng có rau nào ăn thì thôi đành phải về cũng rửa xong cũng ngâm. Theo các chuyên gia về nông nghiệp, việc tự trồng rau chỉ giúp người dân kiểm soát tốt về việc rau được mọc tự nhiên, không dùng chất kích thích tăng trưởng vượt ngưỡng an toàn. Để trồng được rau sạch thật sự, người dân nên lựa chọn loại đất chuyên canh trồng rau, đặc biệt cần tránh trồng ở những vỉa hè, ven đường có nhiều phương tiện đi lại và tưới rau bằng nguồn nước sạch. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình thăm và tặng quà cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Ngay trong ngày hôm nay, đoàn đã tặng 200 xuất quà cho bà con xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với tổng giá trị trên 46 triệu đồng. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua. Đoàn đã trao tận tay các xuất quà để động viên bà con nơi đây khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Đây là một trong những việc làm ý nghĩa của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình cùng với nhân dân cả nước hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn huyện Hưng Hà tổ chức sơ khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2017 cho các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự. Do làm tốt công tác tuyên truyền luật Nghĩa vụ quân sự, thông báo lịch sơ khám tuyển, trong ngày đầu tiên, số lượng nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn huyện Hưng Hà đã có mặt tại điểm khám tuyển đạt tỷ lệ khá cao. Nhiều thanh niên đi làm xa cũng có mặt tại địa phương tham gia sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trong huyện Hưng Hà đã bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện thực hiện việc sơ khám nhanh gọn, chính xác. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hưng Hà đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ số thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, chuẩn bị tốt cho khám tuyển tại huyện. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ đối tượng Lê Mạnh Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hồi 9 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2016, tại số nhà 03/06, ngõ 300, đường Lê Đại Hành, tổ 25, phường Kỳ Bá, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt quả tang Lê Mạnh Sơn, sinh năm 1986, là chủ nhà đang bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện. Khám xét trên người và tại nhà Sơn, lực lượng công an thu giữ 0,3687 gam ma túy đá và một số tang vật có liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang web thaibinhtv.vn và trang fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.